Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ bàn về vấn đề sinh sản ở mèo. Thì các bé mèo của chúng ta nuôi, nếu bạn đang nuôi một bé mèo cái á, nếu mà các bạn có muốn các bé sinh sản á, thì tầm ở độ tuổi là các bé tầm 10 tháng trở lên nha các bạn. Hoặc là các bạn bỏ gào lần 1 thì lần 2 các bạn khối là ok nha. Thì biểu hiện gào đực rất là đơn giản, rất là dễ luôn nè. Mình đang có một bé mèo gào đực, anh Long cái gào đực nè. Đó. Cứ chọn mông như thế này miết thôi. Mèo mèo, mình càng kêu meo meo là cái trọng mông lên thôi. Đó, đó biểu hiện gào đực rất là dễ nha. Mèo mèo đó, mình ở xa ẻm nha, mình chỉ cần kêu meo meo lại trọng phần mông này lên thôi. Mèo 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 mèo, càng kêu meo meo là càng kích thích ẻm lên sau, mình cứ trọng mông hoài thôi. Là nếu các bạn để ý nữa là thì cái phần này sẽ ra, phần âm đạo của bé sẽ ra nước các bạn nha, rất là dễ công việc luôn. Thì có rất nhiều bạn hỏi mình nữa là bao lâu thì bé mèo gào lại một lần, là tùy vào từng bé nha mọi người. Có bé thì tầm nửa tháng gào một lần, có bé một tháng thì có bé lâu hơn. Chứ ở mèo á thì không nhất thiết là khoảng thời gian nào cụ thể cả, giống như ở chó là tầm 6 tháng là một lần. Thì ở mèo thì các bé thích gào lúc nào gào. Rồi, bé vào đây rồi. Nên bạn bên mình có nhận với mèo anh lông ngắn nữa nha, thì có tay cụp nữa nè, mèo anh lông ngắn tay thẳng, là mèo tay cụp, mèo chân ngắn và mèo tay sáng nữa nha mọi người. Nên bạn nào có nhu cầu phối giống thì các bạn liên hệ mình. Mình ở thành phố Hồ Chí Minh, huyện Bình Chánh nha, thì bên mình có nhận đưa đón tận nhà luôn, hoặc là các bạn đem tới, đó là tùy các bạn thôi. Thì chúng ta giao dịch mèo mèo. Đây là một bé gái đủ tuổi sinh sản rồi nha mọi người, to đẹp đó. Thì các bạn nuôi như vậy thôi. Mình sẽ bên mình có nhiều đực nên mà các bạn đem đi cái tới chúng ta chọn lựa nha. Đồng thời có mình sẽ tư vấn thêm cho mọi người. Nên bạn nào có nhu cầu phối mèo thì các bạn liên hệ mình nha.